tiến bước xong vô. Có để nghe chứ hả? Không. Anh có chỉnh năng chưa? Có chỉnh năng chưa? Rồi. Hello, kính chào các bạn và quý vị. Hôm nay chúng ta một lần nữa lên livestream podcast. Hôm nay nói chuyện với Phong Lê. Chà chà, ê ê ê ê. Hồi nãy giờ em cứ thầy quá trời live luôn hả? Chưa. Làm nãy giờ nhìn hay trái dưa hấu của Tam Mì mà live là chết luôn á. Mấy bước làm mấy bước live chưa? Tạm tạm tạm. Thấy bước chưa live, nhấn go live này. Bấm lên kia con live rồi. Facebook hả? Nãy gì vậy? Nãy hấp dẫn gì? Ly chì, đúng không? Không đi. Hello, chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng nhận nhậu vậy? Hả? Ly chì. Là sao? Bấm lên kia con live chưa? It says right here, why don't I connect right? Nhấn cái đó rồi, nó no. Nhấn cho con Facebook. Con Facebook nhấn cho mình hả? Nè hả? Đợi xíu nó hiện lên chưa? Hello, kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang coi chương trình live của livestream podcast của Phong Lê, nhóm hài Phong Lê một lần nữa. Đó. Với để coi Facebook lên chưa. Hài Phong Lê. Rồi, lên rồi đó. Hello, kính chào 75 người đang coi Facebook của Hài Phong Lê. Hôm nay chúng ta là sẽ làm podcast. Hôm nay podcast nằm số tới 4 rồi đó. Thì đó là có rất là nhiều người bạn đã hỏi Phong Lê là nhắn tin cho Facebook của Hài Phong Lê là hỏi là anh Phong ơi, qua Mỹ em không biết, em cũng muốn qua Mỹ lắm nhưng mà gia đình em cũng sắp đi Mỹ mà em không biết qua Mỹ làm mẹ gì. Ở Mỹ em sẽ làm cái gì em ăn, ở Mỹ em sẽ làm cái... Anh Phong làm hài em qua em thấy chửi bậy nhiều cũng như là sao có tiền. Hả? Qua giờ thấy anh Phong chửi bậy nhiều lắm á. Ừ, mà nói chửi đâu. Còn anh Vũ chửi quá trời. Ừ, thì bởi vậy. Vậy sao có tiền? Họ không tiền sao nuôi em? Bởi vậy Facebook... Hello, kính chào David Vũ Long, kính chào Hoàng Võ. Hoàng Võ chào thầy, thầy chào lại em. Top fan luôn. Ủa, Hoàng Võ top fan hả? Anh những top fan vậy? Top fan luôn. Hello Hoàng Anh. Hoàng Anh. Ừ. Mấy em chào thầy quá. Hello thầy. Trời ơi. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh được mời anh Việt Hình. Cảm ơn các bạn. Việt Hình xin chào các bạn. Việt Hình và người đẹp Tammy. Hôm nay Việt Hình ngồi chung xem thì Việt Hình cảm giác như thế nào ạ? Hả? Cảm giác hả? Muốn chống gậy đi luôn vậy. Sao chống gậy, chống gậy. Ủa lần trước theo mình lên là theo mình là Dinh Vũ. Yeah, xin chào quý vị. Hello, kính chào 167 người trên Facebook. Đó. Thì có rất là nhiều người bạn nhắn tin vào Facebook của Phong Lê và hỏi là anh Phong ơi, qua Mỹ em với gia đình em sắp qua Mỹ hay là em với bạn trai giống như là em sắp cưới chồng qua Mỹ, em giống như em có rất là nhiều người hỏi qua Mỹ làm cái gì ăn, qua Mỹ làm cái gì sao sống. Gia đình Phong cũng, Phong Lê cũng vậy. Gia đình thì Phong đang bảo lãnh khoảng chừng má Phong đang bảo lãnh là khoảng chừng 4 năm cậu gì ở bên Việt Nam sắp qua
sắp qua tận lãnh. Nhưng mà bảo lãnh nhiều vậy phải có income cao nó mới bảo lãnh được chứ. Đúng rồi, đi phải đi đi mượn. Chắc là bảo lãnh lâu rồi. Bảo lãnh lâu rồi. Má anh Phong mượn income dữ vậy luôn hả? Thì hả, thì bảo lãnh 10 năm rồi. Trên 10 năm là gia đình thất qua, mà cũng gia đình cũng hỏi y chang vậy, bảo Mỹ làm cái gì? Bảo Mỹ biết sao làm, sống ở đâu, làm sao, thấy không? Bây giờ xin hỏi theo mày nha, theo mày qua Mỹ dạng gì vậy? Theo Mỹ qua Mỹ là thứ nhất là qua theo đường du học sau đó kết hôn. Có luôn, cậu du học, sao mày cũng du học nữa hả? What the hell? Trời ơi, sao mày cũng du học luôn? Sao? Trời ơi, không ngờ. Mày mà cũng du học. Chứ nghĩ sao? Không nghĩ gì đâu. Học ngu quá hả? Không. Qua thật sự mà nếu mà các bạn qua đây mà không có gia đình á thì rất là khó. Rất là khó, thứ nhất là income, thứ hai là cái chuyện mà thích để thích nghi với lại môi trường rất là khó. Qua là giống như là các bạn phải chuẩn bị tâm lý, đó là không phải giống như là thiên đường. Khi mà nó rất là khác, bên đây rất là buồn, ai cũng có công việc riêng của họ hết. Nên qua đó là cái đầu tiên mà phải chấp nhận đó là phải sự cô đơn. Ban đầu qua là chắc chắn rồi đó. Còn để survive không á, chuyện đó rất là khó, các bạn phải có gia đình. Hoặc là có một cái income rất là ổn định, có thể gọi là giống như là hỗ trợ cho các bạn thì các bạn mới có thể sống được. Đó, là qua Mỹ, ý theo mình đó là qua Mỹ phải có gia đình, phải có người thân, phải có người quen để chỉ mình đường đi nước bước. Nếu không thì sẽ khó hơn người bình thường rất nhiều. Đúng không? Đúng không? Vì sao việc qua Mỹ bằng cách nào? Qua Mỹ du học sinh. Về qua Mỹ du học sinh luôn. Qua Mỹ thì qua Mỹ khó không? Ok, hồi đó em qua là em còn trẻ lắm. Em qua đây 19 tuổi rồi. Nhưng mà em nghĩ là qua khó hay không nó còn tùy thuộc vào cái độ tuổi nữa. Anh mà càng lớn tuổi anh qua Mỹ thì anh càng mệt. Nhiều khi mình trẻ nhưng mà mình còn thấy mệt nữa. Nó hẳn là vậy. Mình cũng thông cảm những người lớn tuổi qua đây, nhưng mà nói thật, cái đó là cái thứ nhất là thuộc về độ tuổi. Cái thứ hai nữa là nó như thế nào, là nó chủ yếu là nó vào cái động lực của anh. Anh có đủ động lực để vượt qua không? Tại vì thật sự là mình mà có cố gắng thì cái gì nó cũng có thể tới. Nhưng mà qua thì đương nhiên là khó, là nó sẽ có hơn, càng lớn tuổi càng khó. Có bị sốc không? Sốc, sốc bị lắm. Sốc văn hóa, đúng rồi, bị sốc văn hóa rất là sốc. Nhưng mà tùy người, cái đó cũng tùy người nha. Em có mấy người bạn qua đây thì lại kêu thích bên đây hơn và nó thích nghi được liền. Nó thích ăn đồ Mỹ mà. Thích ăn burger, ăn cheese, đồ ăn thịt bơ rồi. Còn mình lúc mới qua mình ăn đồ Việt Nam quen, kêu em ăn đồ Mỹ nó không biết ăn. Em không thể nào ăn được burger, em không có ăn đồ Mỹ, em không có thích ăn. Em phải ăn đồ, em phải ăn cơm, em phải ăn thịt, em ăn đồ Việt Nam. Thậm chí ngay cả cái việc mà hồi đó qua đây mà ăn xong mà còn dư kêu đem về hâm mai cô quay lại đây cũng thấy kỳ. Nó hẳn là vậy. Ủa, tại sao phải đem không mới có quay, tại bên Việt Nam mình ăn fresh không à, cái đó em không có thích. Nhưng mà mình ở đây rồi mình phải quen, tại vì anh không đem về hôm mai cô quay thì hôm sau anh sẽ đói. Thì nói chung việc nó là qua Mỹ, tại sao bị ép ăn đồ Mỹ đúng không? Tại không phải ăn đồ Mỹ. Đồ ăn cũng khó hơn, rồi việc, không có việc, bạn việc qua ở đây đâu phải ở Cali đúng không? Ở Cali chưa đâu, ở Cali qua là ở Lod mà. Qua bên Mỹ cái đồ mà rẻ nhất burger là đồ Mỹ. Đồ Mỹ nó rẻ nó hơn đồ Việt Nam nữa. Đồ Việt Nam một tô phở là 7-8 đô la, burger có đồng, một cái burger có đồng, 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng. Giống như nó rẻ bánh mì, nó bánh mì là 4 đồng. Đúng rồi. Đồ Mỹ là burger hay là pizza 2 đồng một miếng. Bởi vậy đồ Mỹ nó chất lượng, ăn là no đó nha. Ăn cái đàm cái đấy là no. Nhưng mà thì qua Mỹ, bây giờ người ta hỏi qua Mỹ làm cái gì, bây giờ mình qua Mỹ rồi, bây giờ mình với một thì nếu một người không có gia đình, một người không gia đình người thân mà hả đi qua Mỹ đó, thì người ta làm cái gì để mà cái nghề đầu tiên của Tham Mỹ hả? Ừ. Cái nghề đầu tiên mà Tham Mỹ, công việc đầu tiên ở Mỹ đó, đó là các bạn biết công việc gì không? Rửa chén. Đúng đó vậy. Là suốt đời Tham Mỹ rất là nhớ. Lần đầu tiên mà công việc đầu tiên của mình ở Mỹ đó là rửa chén. Mặc dù cái khả năng English của mình so với ở Việt Nam là mình cũng ok. Tại hồi đó Tham Mỹ có làm ở Sofitel Plaza, là một trong những khách sạn 5 star của Sài Gòn. Đó, nhưng mà khi mà qua Mỹ rất là hụt hẫng. Tại thứ nhất là giống như mà nó không ai hiểu gì hết. Đúng. Là cái trình độ tiếng Anh của mình qua, nhiều lúc mình nghe
mình nghe mình sử dụng gọi là không phải đúng chuẩn của người Mỹ nữa. Thứ nhất là rất khó, mình mới hỏi lúc mà vô đó mình xin lên làm phục vụ. Nhưng tại sao mà vô qua Việt Nam phục làm phục vụ bên Việt Nam làm người ta hiểu, mà bên Mỹ người ta không hiểu? Tại vì khách, đa phần khách của bên đó là chỉ sử dụng những từ giao tiếp thông thường thôi, chứ không phải là sử dụng những từ chuyên ngành. Còn khi mà mình qua Mỹ là cái gì everything, cái gì mình cũng phải sử dụng English hết, đúng không? Để mình làm một môi trường thì xung quanh mình toàn là người Mỹ thôi. Còn bên Việt Nam ví dụ như là mình cũng có Asian, đúng không? Lên nước này nước kia rồi nhiều. Nên lúc mà chỉ sử dụng được, hỏi tiếng Anh của mình, đúng không? Dạ, chấp nhận về easy thôi, nó sử dụng phổ thông thôi chứ không có phải là quá nhiều. Thì người Mỹ, người ta khi mà Việt Nam người ta đi gặp những người phục vụ, du lịch thôi. Những người phục vụ, những người mà nói tiếng Anh mà cũng bập bẹ thì người ta cũng ráng hiểu. Đúng. Nhưng mà không qua Mỹ rồi. Thời điểm 10 năm trước, mười mấy năm trước. Nhưng mà khi mà mình qua Mỹ rồi, những người Mỹ người ta không chịu hiểu. Không có ai mà ráng hiểu lại nước của người ta mà. Nước người ta không chịu hiểu. Âm nhập gian thì phải tùy tục. Và khổ vậy nè. Kia nó bước qua rừng mình, giờ mình qua rừng nó thì xin lỗi. Là cái nhà hàng đầu tiên khi mình làm là của Mỹ, là người mặc dù người Việt Nam người ta ở đây lâu nhưng mà cái đa phần là khách Mỹ không, mà không có một khách nào Việt Nam ở nằm trên Tustin. Thì that's why mà lúc mà xin vô là mình nói ồ lại cho em làm waitress đúng không? Nhưng mà khi mà người theo mình nhớ đầu tiên là qua có sự kỳ thị. Và đầu tiên người chủ nói theo mình là như vậy. Làm waitress với waiter là người ta người mướn người Mỹ không à? Đúng rồi. Đó, that's why mà hả, tại xong người ta lấy lý do tại đa phần khách là người Mỹ nên người ta không chấp nhận cho mình làm waitress, phục vụ. Và người ta đẩy xuống dưới bếp. Đó đúng là rồi. Lý do tại sao mà mình phải đi rửa chén. Đúng, tại vì cái phục vụ của những người Mỹ người ta được hả qua một cái sự huấn luyện nó khác. Đúng rồi, nhưng mà không no choice. Tại vì qua thì thứ nhất là cái gì mình cũng bỡ ngỡ, không có gì mình biết, mình cũng không có kinh nghiệm một cái ngành nghề nào cả. Thì công việc mà dễ dàng nhất đó là làm phục vụ hay là làm gì trong việc nhà hàng. Việc lúc mà qua Mỹ việc làm gì đầu tiên nè? Em hả? Là du học sinh đúng không? Em qua thì em chỉ học thôi, nhưng mà sau đó em đi làm thì em cũng bắt đầu làm mấy cái job nhà hàng thôi. Cái job nhà hàng. Tại vì không phải cái vấn đề là khi em làm chóp nhà hàng đó, không phải là tại vì em muốn làm. Nhưng mà nói chung là tới hồi em làm thì em cũng không thành vấn đề, nó cũng ok. Nhưng mà không phải là tại vì em muốn làm, tại lúc đó em không có giấy tờ. Em không có giấy tờ, em không thể làm được cái tại gì khác. Lúc mà việc là du học sinh nên khi mà qua Mỹ mà muốn đi làm mà làm chui làm lậu á. Đúng. Thì đó là cái câu trả lời đầu tiên cho Phong, cái là các bạn à, khi mà qua Mỹ đừng, các bạn đừng không biết làm cái gì. Các bạn dù mà hả, dù các bạn không biết tiếng Anh, dù các bạn hả giống như là không biết tiếng Anh, không có một cái tài nghệ, không có một cái hả cái gì để mà ngành các bạn gì kiếm tiền, thì lúc đơn nào cũng nhất có việc rửa chén hả để hả chào đón bạn. Nhưng mà lúc đó nếu mà em làm được những cái việc khác á thì có thiếu gì về việc, tại vì tùy cái tính con người thôi. Nếu mà là em á, em sẵn sàng ra lái Uber, em lái đồ đá, no, em hẳn vậy. Nhưng mà qua đâu có phải nếu dễ, các bạn tờ, em đăng ký các rồi bạn cũng phải học lái xe. Đúng, cũng đúng, đó not easy. Đúng, right? Học lái xe liền. No, biết như vậy, nhưng mà khả năng thứ nhất là phải mua bảo hiểm xe nè. Thứ nhất, thứ hai nữa là phải học, đâu phải nhiều người, đâu phải thi lần đầu lái xe là đậu đâu. Yeah. Nó rất là khác. Thì chào các bạn. Thì hồi nãy Phong nói về là ví dụ mà qua Mỹ mà cái việc rửa chén là việc đầu tiên mở chào đón các bạn đó. Thì các bạn đừng có nghĩ là cái việc rửa chén là cái việc mà làm ít tiền, làm hả có job làm là vui rồi. Thôi Phong nói thật sự các bạn nha. Bên Mỹ nó có một cái gọi là một cái minimum wage. Minimum wage tức là một cái số tiền lương căn bản của mỗi tiểu bang. Thì dù bạn rửa chén, có cái mắc cười là gì? Thí dụ mà bạn đi vô một cái chỗ mà có một cái người đó xếp đồ trong siêu thị thì cũng làm bằng lương với một người rửa chén. Thí dụ một người hả đứng mà tính tiền ở siêu thị cũng bằng lương với một người rửa chén. Cái đó chỉ đúng khi anh đi làm cho nhà hàng Mỹ thôi. Đúng rồi. Okay, hoặc là nhà hàng Việt Nam mình thì hiếm lắm. Cái này cũng phải nói thật chứ, này sự thật mà nghe nó buồn tai, với chủ Việt Nam mình là ép người Việt mình không à? Không thì không để sống nó hẳn là câu vậy. Chả anh minimum wage con khỉ cùi nè, chứ chả em quay
đúng đúng làm Mỹ 8 đồng trả 5-6 đồng gửi chén cái lucky ấy. Nếu mà thế qua mà... các bạn mà quyết định á, tìm công việc gì đơn giản á, để làm thì nên làm xin nhà ở mấy nhà hàng Mỹ thì cái basic nó cũng phải trả mình cái minimum wage cộng thêm routine tip. Có khi mà giống như có khi một con nhỏ bán đồ ở trong trong siêu thị và mặc đồ đẹp sang trọng nhưng mà nó cũng cũng là cái lương của một thằng rửa chén đúng. Nhưng đúng mà được cái làm nhà hàng thì mình được cái rửa chén tiếp. Lại là cái rửa chén lại là cái công việc mà không cần một cái skill gì hết, một cái tiếng Anh không cần cái gì hết, rửa chén dọn nhà hay là cái gì đó thì rồi từ bàn, rửa chén xong rồi mới làm bếp bánh thì chủ mới thấy làm giỏi với lại còn trẻ nên chuyển qua là đó là người ta dạy cho làm mấy cái sandwich với lại làm súp và với lại bếp bánh. Đúng vậy các bạn, bởi vậy khi vào qua Mỹ các bạn đừng lo. Qua Mỹ nếu mà dù nghĩa là không có cái tài nghệ gì hết, mình vẫn có việc làm mình ra. Nhưng các bạn phải chịu khó. Chịu khó. Phải chắc chắn là nó cũng rất là chua cay các bạn. Đúng rồi. Đúng. Các bạn không có được nhận minimum wage. Với lại nhiều bạn không nói đâu. Hụt hẫng giống như bên Việt Nam, giống như là làm những công việc đi học. Thứ nhất là được cha mẹ lo đi học, với lại hay là chưa bao giờ làm trải qua những cái công việc như vậy. Và bên Việt Nam cũng mấy công việc đó các bạn nghĩ nó rất là thấp đúng không? Nhưng mà đối với bên qua bên đây bắt buộc những cái việc đó rất là bình thường, không có gì mà thấp lắm. Cái đó là như bạn muốn sinh tồn thì bắt buộc bạn phải tìm cái job đó làm thôi. Nếu mà bạn không có một cái skill hay là một cái khả năng gì đặc biệt hay là qua giống như bằng cấp cũng vậy, bằng cấp các bạn cũng phải học lại, vô trường học lại từ ESL, bạn phải thử cái test này nó rất là khó. Nên trong giai đoạn để các bạn sinh tồn đó là những công việc căn bản mà dễ dàng tìm được để các bạn và phải chịu khó. Nói chung là tại vì sao mình qua Mỹ các bạn là đa số ai cũng bắt đầu lại dùng con số 0. Đúng rồi. Mà cái này là nói là số 0 là thiệt, số 0 thiệt luôn, chứ không phải là số 0 về tài chính nha. Thưa ông là tài chính là số 1 rồi, là không có gì tiền. Nhưng số 0 đây là ngay cả kiến thức, văn hóa của anh. Anh cũng có luôn. Anh bước vô một cái nơi mà nói chung là ngay cả cái tiếng, ê xin lỗi, cái giao tiếp là cái đơn thuần nhất. Anh phải nói chuyện được với người ta thì anh mới làm việc được với người ta. Mà tiếng anh cũng không biết thì anh làm gì vậy? Anh không có làm được cái gì, xin lỗi anh muốn làm thì anh cũng không làm giờ, được giờ gì. Giờ có bạn hỏi là anh phải chịu làm nail rồi. Ok anh chị, các bạn biết làm bên Mỹ khi mà các bạn muốn làm cái gì thì cũng phải có bằng cấp. Nó khác Việt Nam làm nail, là làm nail hay làm cắt tóc gì đó, các bạn không cần một cái gì giấy chứng nhận hay là một trường lớp. Nhưng mà khi các bạn bên Mỹ nó rất là khác. Khi mà bạn muốn làm những công việc đơn giản vậy, nhìn tưởng đơn giản nhưng mà các bạn cũng phải vô trường học và ít nhất các bạn học mấy cái khóa lớp nail là phải từ 4 tháng, 6 tháng hay học tóc là ít nhất cũng phải 1 năm. Rồi các bạn phải trải qua cái test đó là lấy cái của tiểu bang. Thì các bạn phải pass được cái test đó thì các bạn mới có được cái certificate là cái license để cho phép các bạn làm. Thì nói chung là các chứ không bạn có easy đâu. Có nhiều người nói là qua Mỹ nó không làm gì thì làm nail. Làm nail là cái là gì là gì các bạn? Tại sao làm nail, cái số lương của làm nail á có thể là lên gấp 3 lần cái lương của rửa chén. Tại sao? Tại vì người rửa chén thì không cần phải học một cái gì hết. Đúng nhưng rồi. Người làm nail hay làm tóc thì bắt buộc phải qua một cái trường lớp và phải đi học, phải đóng một số tiền đó đi học, có thể đóng một số tiền có thể là 10.000, 15.000 và học trong vòng 1 năm. Sau khi 1 năm giống như học đại học vậy đó mà, hiểu không? Học đại học 1 năm thì bạn mới ra được cái lương mà gấp 3 lần người ta. Đó là phải có kỹ năng. Phải có kỹ năng, cái đó là thì đúng đó rồi. Là học kỹ năng. Đúng học rồi. Kỹ năng, đó là làm nail. Và phải có giấy phép hành nghề. Và đúng phải rồi. Giấy phép hành nghề. Nó khác Việt Nam là như đó. Vậy. Nghĩa là bạn phải không phải là đi học trường rồi xong mình đậu cái mình ra đâu. Hay là mình học nghề từ người khác rồi mình ra mình làm. Không phải vậy, nó rất là khác Việt Nam là như vậy. Nghĩa là làm nail là khi bạn học trong trường, bạn ra rồi đó thì bạn phải đến phải lấy một cái qua trường lớp đàng hoàng, lấy cái bằng của tiểu bang nó chấp cấp cho bạn thì bạn mới được đi làm. Nghĩa là bởi vì người ta nói làm nail, nếu mà làm nail cũng giống như học đại học một năm thôi. Một năm mình bỏ tiền đi học, một năm thì bên làm nail cũng phải bỏ học một năm để đi học. Đó là tại sao mà cái lần cái người mà cái nghề nail nó gấp lương gấp 3 lần người nghề nửa chén. Nhưng mà
nó tại sao nó nhiều như vậy, tại vì một phải bỏ thời gian để học thôi. Đúng. Nhưng mà các bạn đừng có nói như vậy là các bạn cảm thấy giống như là tuyệt vọng, nhưng mà đó là thời gian khó khăn ban đầu thôi. Nhưng mà nếu các bạn kiên trì, các bạn cố gắng và các bạn có một cái động lực mà đúng, quyết tâm á, thì đó là một cơ hội. Mỹ đó là một cơ hội cho bạn phát triển, cũng như là nếu mà bạn, nó xứng đáng với giá trị lao động của bạn lắm. Bạn lao động như thế nào thì giá trị đồng tiền nó sẽ xứng đáng như vậy. Lên rồi, hình như là 13 đồng. Do đó là những cái bước ban đầu khó khăn lúc mà các bạn qua Mỹ thôi. Nhưng mà các bạn đã... 14 đồng gửi lại dưới Nam Cali mình hay Bắc Cali, hai nơi khác nhau nha. No, different. San Jose is different. San Jose khác. Đúng rồi, San Jose là cao hơn. 14 gửi mình này nói dưới đây hả? Phải không? Vậy sao vẫn có người, ủa sao vẫn có người offer hả 13 đồng? Nó nghĩ là họ là illegal rồi. Có nhiều người rồi, cái này là văn phòng luật sư offer. What the hell bro? Ủa? Ok. What the hell man? Ok ok, thì các bạn à, các bạn khi mà qua, nói chung là qua Mỹ, tôi ngoại trừ các bạn mà không muốn đi làm, chứ các bạn mà chịu đi làm thì chắc chắn các bạn sẽ có tiền. Cái chuyện rất là đơn giản, qua Mỹ có làm là có tiền. Chứ không phải ở những chịu khó học hỏi và đó là chứ không phải ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì có thể mình làm ở là ví dụ mình làm đũa chén, biết chừng nào mình mua được cái thứ. Đúng rồi. Chưa biết chừng nào ăn được con tôm hùm, nó hẳn đúng vậy. Rồi, đúng còn rồi. Ở Mỹ cho dù các bạn qua, các bạn chỉ đi rửa chén thôi. Cũng nhưng nếu các bạn chịu khó làm, khó có thể các bạn phải tuần ăn 7 ngày, nhưng có thể các bạn tuần ăn được lần, ăn được bữa. Đúng rồi. Các bạn sẽ giới được con tôm hùm, chứ nói thiệt ở Việt Nam mà một người đi rửa chén thì chắc là mơ. Mơ đúng không? Không. Nhưng mà nói như vậy á, chứ không phải là các bạn cảm thấy ồ Mỹ khó sống, không phải đâu, đó là những giai đoạn khó khăn ban đầu khi các bạn chuẩn bị hành trang bước qua đây thôi. Nhưng khi mà các bạn đã thích nghi được rồi, nếu các bạn chịu khó hay có một tinh thần học hỏi hay là quyết tâm á, thì đó là Mỹ là một thiên đường, nói thẳng ra một thiên đường để các bạn làm việc và xây dựng ước mơ của bạn. Đúng không? Và lời khuyên cho các bạn luôn, đây là lời khuyên chân thành luôn. Ai mà sắp qua Mỹ, nếu các bạn qua đây và các bạn muốn được thành công trên nước Mỹ, thành công một cách thật sự nha, thành công một cách trắng giữa thanh thiên bạch nhật, chứ không phải là phải là làm những cái chuyện bậy bạ rồi ví dụ bán xì ke hay gì đó đúng không, thì các bạn phải biết nói tiếng Anh, các bạn phải nói tiếng Anh giỏi, các bạn phải đọc và viết được tiếng Anh. Cho nên các bạn qua đây mình không cần biết các bạn đam mê cái gì, bác sĩ cái gì đó không cần biết, nhưng các bạn muốn đi lên các bạn phải đăng ký liền. Ngoài cái việc thời gian đầu các bạn phải cố gắng ok bươn chải đi làm, các ở Mỹ nó offer những cái chương trình học lớp tiếng Anh ESL, English Second Language, cho những cái người nước ngoài free miễn phí. Các bạn ở những cái trường cao đẳng cộng đồng các bạn phải đăng ký và các bạn phải chịu khó học. Mình biết là đối với nhiều người học một cái tiếng nước ngoài rất là nản, nhưng xin lỗi các bạn bước vô nhà người ta nhập gia phải tùy tục, các bạn không nói chuyện được với người ta thì các bạn không thể làm được bất cứ cái gì khác hết. Rồi. Nhưng mà tới sau có nhiều người nói là nếu mà bên Mỹ ngon làm như vậy, tới sau mấy nghệ sĩ ca sĩ đi về Việt Nam làm quá trời tiền luôn. À nói đi. Không đúng rồi. Bên này nó đúng, tại vì sao? Tại bên nghệ sĩ cần cái gì? Again, hồi bữa anh Phong nói khán giả nuôi nghệ sĩ, đúng không? Bây giờ nghệ sĩ ca sĩ phải có khán giả, mà nghệ sĩ ca sĩ Việt Nam đó, diễn gì? Diễn bằng tiếng Việt, diễn văn hóa Việt, ai coi? Người Việt coi. Vậy thì ở đâu tập trung người Việt nhiều nhất? Nước Việt Nam hết. Đó là nơi khán giả nhiều nhất và đẻ nhiều tiền nhất cho họ. Ok, bây giờ quay lại vấn đề nè, bây giờ bây giờ cái thì các bạn nghĩ là ok một người rửa chén có nuôi thân mình được không? Tất nhiên là được. Một người rửa chén nuôi thân mình không? Được. Mất một người muốn ở một cái chỗ ở bao nhiêu tiền của một cho một người? Easily. Một chỗ ở của một người bao nhiêu tiền? Trung bình một cái phòng á là từ 400, gọi là phòng mà có thể khả năng bèo thôi. Bèo nhất là 350, 400. Phòng nhỏ thôi. 400. Nhiều khi chấp nhận ở luôn phòng khách, găng cái màn em từng vậy à. Yeah. Nghèo. Mình vô mướn với người ta, ví dụ như cái apartment vậy, như của anh Phong mướn hai phòng ngủ. Hai thằng có tiền hơn thì cho nó ở hai phòng bự. Mình chấp nhận mở phòng khách, mình dăng cái màn lên thôi. Thì tiền lương, trả tiền lương do nói chung là khi vô làm thì làm rửa chén này, tiền lương người rửa chén là 1.500. Yeah. 1.500. Thêm tiền tiếp nữa. 1.000, 1.050 đô, có thể là 1.600, 1.700. Thì cái chỗ ở, để chỗ ở của mình 4-500 à. 4-500 đô, mình còn dư 1.000, đúng không? Mình còn dưới 1.000 thì mình làm cái gì thì còn thêm cái gì, tiền gì nữa? Tiền ăn uống. Tiền điện thoại. Điện thoại.
60 ngàn mấy thì ít quá anh. Với bây giờ ta trả chắc cũng gần 2 ngàn thấy. Nhưng mà nếu mà anh chịu khó cày. Nhưng mà nhưng mà đó là basic lương thôi, basic lương thôi, nhưng mà thường làm nhà hàng này nọ là nó có bao gồm là tiền tip nó share đều rồi hết, tiền tip nữa. Tiền phone đi, anh đừng có lại xe, 30 đô, 30 đô, tiền gì, tiền nước thì mình khỏi phải trả, tại vì mình mướn cái nhà thì nó ngồi. Mới qua thì chắc là đạp xe đạp chứ làm gì có xe. Mà em này mới nói có xe thì lấy Uber với ai mà. Mới qua thì mình đi xe đạp, em đạp xe đạp 2 năm. Trời ơi, đạp xe đạp mà còn bị ăn cắp nữa anh. Trời ơi, mình đã nghèo rồi, còn gặp thằng mới nghèo, gặp cái eo. Chiếc xe đạp nó cũng ăn cắp nữa, em không hiểu luôn ăn cắp. Mày nghèo có người nghèo hơn nha. Ừ, ăn cắp luôn chiếc xe đạp luôn em, đi bộ luôn, thua luôn. Thì bên Mỹ không có chuyện đường sống của các bạn đâu các bạn ơi. Tại sao các bạn thấy những người homeless, những người mà không có nhà, những người vô gia cư. Tại vì giống như bên Mỹ, thí dụ như là dù các bạn không đi làm mà cái bình thường những người không đi làm là những người mà bị tâm thần, đúng không? Người ta không có việc làm, chứ còn người bình thường, người đàng hoàng, người ăn đi làm này nọ đàng hoàng thì sẽ có tiền. Nhưng mà những người không đi làm, những người bị tâm thần này nọ thì họ sẽ có một cái tiền khác nữa là tiền bệnh. Tiền bệnh là phải chừng 800 đô một tháng. Đủ sống không? Nếu mà người tâm thần người mà nursing home quá nhiều người tâm thần. Tại vì anh phải hiểu là cái người mà bị bệnh họ được rất là nhiều cái trợ giúp của chính phủ. Đúng rồi. Họ ở nhà rồi này nọ, họ đâu có cần phải trả như bình thường, chính phủ sẽ trợ giúp họ hàng tháng cái gì. Trợ giúp họ thì rồi bệnh này nọ cũng có người chính phủ sẽ lo. Tại vì đó là cái đặc biệt, cái ưu ái của người những người bệnh của Mỹ, người khuyết tật. Bởi vậy ví dụ mà mình nghĩ là qua bên Mỹ chứ mẹ một bên Mỹ giờ hả có một nhưng mà cũng tùy theo trường hợp, ví dụ như là người nhà mà bảo lãnh anh qua đây á, những cái bạn trẻ mà được bảo lãnh á, chứ không phải là du học sinh nha, du học sinh bắt buộc mình phải tự lo everything. Nhưng mà những trường hợp là gia đình bảo lãnh qua đây thì chính phủ có hỗ trợ cho gọi là tiền financial aid, các bạn có thể đi học được cái tiền đi học, và mỗi tháng là các bạn được học free, và mỗi tháng là financial aid cung cấp cho bạn một khoản tiền trong một cái thẻ, thì các bạn có thể chi trả một phần nào tiền ăn, tiền uống hay là những cái chi tiêu sinh hoạt. Do đó là các bạn đừng nghĩ cái như là thật sự là khi mà Tammy qua đây á, mới đầu hụt hẫng về những vấn đề là hơi hơi choáng, về nó hơi khác, tại quen cái kiểu mà Việt Nam là có bạn bè, có gia đình này nọ, còn qua đây mình cảm thấy hơi lonely, là hơi cô đơn. Nhưng mà mình khi mà quyết định đó thì mình vẫn thích ở Mỹ, xác định ở Mỹ là một gọi là một cơ hội mà Mỹ giúp đỡ mình rất là nhiều. Do đó là mỗi ngày mình sống á, mình đừng có mình phải quyết tâm hay là mình chịu khó mình học hỏi, thì Mỹ là một cái nơi mà để cho mình xây dựng được cái ước mơ. Đến hiện tại thì mình cũng stable, mình cũng ở đây, mình cũng có khả năng mình lo cho bản thân mình lo cho được con mình cũng có ổn định rồi. So với do đó là ở bên Mỹ thì mình không bao giờ hối hận cả. Đó là như nó nói về con nữa, thí dụ mà các bạn à, một người cái chỗ ở là 500 đô đi, thì khi mà hai người đi làm thì sẽ kiếm một cái chỗ gấp đôi, đúng không? Được cái nghĩ là như vậy, nó luôn hỗ trợ giúp mình đỡ. Sẽ muốn được một phòng ngủ, một phòng khách, đúng không? Một phòng ngủ, một khách. Và có khi mà có người gia đình người ta qua đây, qua đây có hai vợ chồng một đứa con, nếu mà income của bạn mà thấp á, nếu mà các bạn không, nhưng mà thật sự là mình không có lạm dụng cái đó nhiều, mình cũng khuyên là không có nên lạm dụng đó nhiều, nhưng mà dành cho những người mà thật sự cần sự giúp đỡ thì chính phủ ở bên đây cho mình một cái cơ hội giúp đỡ những người mà nghèo rất là nhiều, đúng không? Rồi. Nếu bạn có con nếu thì cũng lương, hỗ trợ. Nếu mà lương các bạn là lương rửa chén, mà hai vợ chồng đều là rửa chén hết, mà có một đứa con, chết mẹ rồi, cái tiền nó cứ tình trạng tiền đứa con rồi nó thiếu hụt sao, đúng không? Food stamp, medical, tại vì free. Tại vì bình thường hai người làm chỉ có hai lương, thì hai đồng lương thì nó chỉ đủ, không đủ cho đứa con, thì chính phủ sẽ cho các bạn. Chính phủ sẽ cho các bạn một đứa trẻ bao nhiêu tiền nữa, nhất là đứa nít ở Mỹ là không bao giờ để nít đói đâu, đừng có lo, không bao giờ nó sẽ cho một số tiền để cho nuôi con và cho số tiền để mua đồ ăn cho con. Cần sữa sinh ra sinh là có sữa free, có sữa đó là chương trình, muốn đồ ăn sinh có đồ ăn free, chương trình gọi là cho sữa bên Việt Nam mà đẻ đứa con là nuôi thấy bà luôn, là đúng tiền rồi. Nội tiền sữa thôi, thằng một tháng cũng mất mấy triệu. Nhưng mà bên đây ví dụ bạn mà lỡ làm single mom, là mẹ đơn thân hay là hai vợ chồng mà income quá thấp
thì chính đứa con đó cũng được hỗ trợ về sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe. Thứ nhất, thứ hai nữa bảo về đồ ăn, sữa cũng được free, rồi đi học, hay là các bạn là single giống như là mẹ đơn thân thì hỗ trợ cho các bạn là tới trường được học người mẹ, tạo điều kiện cho người mẹ tới trường để tìm được cái công việc ổn định và hỗ trợ cho giữ con mình trong lúc mình đi học. Đó là đối với theo mình á, quyết định ở Mỹ quá là sáng suốt. Đúng rồi. Vậy quá là sáng suốt. Các bạn ngoại trừ là các bạn không muốn đi làm thôi, chứ các bạn mà có ý chí có muốn đi làm là Mỹ sẽ giúp đỡ các bạn làm sao kiếm được nhiều tiền hơn. Thứ nhất để là giúp các bạn là một con người tốt cho xã hội. Thứ hai là nó không muốn các bạn xin lấy tiền của nó ngoài. Đúng, đúng. Là giúp đỡ các bạn làm một thời gian. Thì khỏi phải xin tiền nó nữa. Đúng rồi. Tính ghê lắm. Bên Mỹ á. Chính phủ luôn luôn support. Và có nghĩa là hỗ trợ cho mình để mình có thể bước từ cái bước từ cái hố sâu đi lên một cái nền đỉnh cao hơn. Đúng. Nhưng cơ hội đó chỉ dành cho những người có quyết tâm, có quyết tâm thôi. Còn những người không có quyết tâm thì sẽ lợi dụng những cái giúp đỡ chính phủ đó để mà cứ sống ở đó hoài. Nhưng mà cái gì cũng có giá của nó thôi. Nếu mà anh sống về những gì người ta cho đó thì anh giống như nó vẽ một cái vòng tròn. Giống anh như là sống. Con đĩa ăn bám vô trong không, đúng, nhưng mà cái vấn đề là mình sẽ không có được hơn như vậy. Có nghĩa là người ta cho anh sẽ không bao giờ thiếu, nhưng anh chỉ được hưởng những cái basic nhất, những cái minimum nhất, đúng, những rồi. Cái đơn thuần nhất. Đói anh không có thiếu, đâu ăn có, nhưng anh sẽ không được ăn đồ rất ngon. Không có đồ ngon anh đi cày đi, nhưng mà anh sẽ không bị đói chết, hiểu không? Đó, rồi anh muốn được ở chỗ đẹp hơn thì anh chịu khó đi làm. Và luôn luôn người ta chấp cánh, nếu mà anh cố gắng thì anh sẽ bay được rất là xa. Giống như hồi đó lúc mà mười mấy năm trước là em vẫn còn bên Việt Nam á. Em nói thiệt anh á, đối với ăn việc mà ăn tôm hùm đối với em á, gia đình em lúc đó là em cảm thấy chuyện đó rất là xa xỉ. Đố mười mấy năm trước, thời điểm của em mà bên Việt Nam, thì đối với em á, gọi là món tôm hùm bào ngư vi cá, em cảm thấy rất là xa xỉ đối với mình. Tại vì thật sự gia đình mình cũng không phải là một gia đình khá. Nhưng mà đối với qua Mỹ á, anh thấy không, dù mình ở level giống như không phải là công việc mình rất là bình thường, nhưng mà mình vẫn có khả năng ăn được tôm hùm, vẫn có khả năng ăn được ăn được cua Alaska, right? Đúng rồi. Vẫn ăn được bào ngư, vẫn ăn được vi cá, rất là chuyện đó rất bình thường, đúng không? Như là anh Phong mới đây hồi nãy giờ mới đi ăn bò quát du về, đúng không? Bò quát du, bò quát du 15 đồng rồi. Hồi nãy vừa mới ăn, hồi nãy chị Thanh Mì mới rủ đi ăn phở, một cái tô phở 15 đô, cắn ruột mà lại ráng ăn. Bình thường không ăn tô phở 7 đô là mình ăn gấp đôi. 7 đô mà thêm một ly nước cho 7 đô mà còn thêm một ly nước ngọt cho miễn phí nữa. Còn Thanh Mì dắt đi một chỗ ăn một tô phở 15 đô. Thanh Mì qua Mì ăn tôm hùm nhiều vì ăn sushi. Ăn mà phải ráng hả, nhét hết nguyên cái tô để mà hả, chứ không bỏ cái giá nào. Ngày xưa là bên giống như là bên Việt Nam là tôm hùm quá là xa xỉ, nhưng qua bên đây là ăn thì ngán luôn á mấy bạn. Hoặc là cua Alaska ăn là ngán luôn á. Nên đó là giống như là Mỹ là một xứ tự do, nhưng mà các bạn khi mà chuẩn bị từ Việt Nam qua thì các bạn nên chuẩn bị tinh thần đó là sự cô đơn. Về cách sống bên đây thì cuộc sống người ta rất bận rộn, ai cũng phải đi làm, ai cũng phải đi học và ai cũng xây dựng một công việc riêng của họ, nên thật sự ở đúng đây rồi, rất là khó. Nãy giờ mình nói về các bạn là khi mà mới qua thì hả, mới qua các bạn đừng có lo, mới qua các bạn có đi làm là có tiền, là có việc. Đúng rồi, ngoại trừ mình lười biếng là mình không có việc thôi. Chỗ thôi. Đúng rồi, sau khi mà qua lâu rồi, đúng là qua một thời gian rồi thì bắt buộc các bạn phải học thêm tiếng Anh. Anh Việt này mới nói là bắt buộc phải học thêm tiếng Anh. Khi học thêm tiếng Anh thì các bạn sẽ có rất là nhiều cơ hội hơn. Cơ hội sẽ làm một thứ gì đó nhiều tiền hơn. Mở ra một chân trời mới hẳn. Các bạn chỉ cần biết tiếng Anh thôi. Bây giờ á, các bạn chỉ cần mới thôi, nói chung biết nói hay biết đọc nó cũng có cái mở rộng cái chân trời riêng của nó. Biết cả hai càng tốt, mà biết nói trước là tốt. Biết nói, chỉ cần biết nói rằng chịu khó thôi. Các bạn biết nói tiếng Anh rồi á thì các bạn làm những công việc sẽ nhẹ nhàng hơn, cái tiền nhẹ nhàng hơn, có thể là lương cũng bằng như một người phục vụ thôi, nhưng mà thay vì các bạn phải chạy vô trong nhà hàng các bạn có thể chỉ ngồi ở phòng máy lạnh tiếp tân văn phòng bác sĩ, đón khách vô, ghi tên khách xuống, ok anh tên gì, anh hẹn mấy giờ, rồi tới giờ kêu nó vô xong rồi máy lạnh nhẹ nhàng, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà các bạn phải biết nói tiếng Anh.
Đúng rồi, các bạn phải học tiếng Anh. Bởi vậy thật sự rất quan trọng, các bạn đừng bừng bao giờ quên cái lời khuyên của Việt Thành. Mình biết là khó nhưng mà xin lỗi, người ta cho học free, các bạn đáng lẽ quan phải mừng là học free rồi đó, không tốn tiền rồi đó. Có nghĩa là tất cả còn lại là chỉ vào các bạn đúng thôi. Rồi. Nếu mà các bạn chịu khó học ở Việt Nam trước vốn tiếng Anh thì qua các bạn test là gọi là ESL test thì nó sẽ xếp cái lớp tiếng Anh gọi là English, người ta dịch ra English Second Language, thì các bạn test cái test đó thì xem cái trình độ của bạn ở level nào thì người ta sẽ xếp cho bạn cái level đó. Rồi nếu mà các bạn cái vốn tiếng Anh của các bạn cao thì các bạn được cái xếp vào một cái lớp cao hơn thì khả năng vô chuyên ngành của bạn nhanh hơn, thời gian học của các bạn chuyên do đó mà theo mình khuyên á, nếu các bạn mà muốn qua Mỹ á hay là chuẩn bị qua Mỹ thì nên học tiếng Anh ở Việt Nam càng sớm càng tốt thì nó rất là nhiều lợi thế cho các bạn. Có người hỏi là đi qua Mỹ làm qua Mỹ chi phí hết bao nhiêu? Không, cái đó thì không biết, nó chi phí người ta chơi với ở Việt mai, Nam mai không, cái đó là ở Việt Nam người ta chi phí, nó tính ở Việt Nam, tính lo lót ở Việt Nam chứ còn không biết. À, có bạn Đỗ Sơn Hoàng nói qua Mỹ làm đĩ chính phủ có giúp đỡ gì không anh? Vô tù đuổi Việt Nam. Có bên đây Las Vegas legal mà không, nhưng mà làm gà thoải mái mà. Ở bên Mỹ thì có một tiểu bang, là chỉ có một tiểu bang chấp nhận, đúng không, chỉ có một tiểu bang duy nhất là có thể làm gà được hả, nhưng mà rất là khó làm, các bạn phải đóng thuế, các bạn phải đóng thuế khi mà làm gà nó là Las Vegas. Qua Mỹ muốn làm gà thì hãy đến Las Vegas mà cũng phải đóng thuế nha. Đó, cũng phải đóng thuế đàng hoàng, phải kiểm tra sức khỏe, kiểm tra sức khỏe đàng hoàng đó, nghiêm ngặt lắm. Một cái nước tự do làm gà được. Thế mày biết hết, thế mày cũng đã có hả, từng đọc qua không biết cái nên nghiên cứu kỹ về cái lĩnh vực này thì đó là cũng tính đi vài chuyến, cũng tính. Ủa mà lái xe từ Cali qua Las Vegas cũng nhanh mà có 6 tiếng à, 5-6 tiếng thôi. Đó, nhưng mà không ngờ qua đẻ đứa con xong rồi. Hết cơ hội. Hết cơ hội làm giàu. Khi nào có cần tiêu diệt, hỏi cần nghiên cứu chi sao. Đó, thì sau khi, đúng rồi, khi nói chung là qua làm rồi, làm sẽ có tiền, là làm có tiền để sống, sinh sống. Các bạn, rồi thứ hai nữa là qua Mỹ các bạn phải biết ở cái tiểu bang nào. Cái tiểu bang, các bạn mà không muốn tiếng Anh nhiều, không muốn biết tiếng Anh nhiều, thì các bạn nên qua chỗ tiểu bang nào mà có người Việt Nam nhiều. Ở bên Mỹ cứ chỗ nào người Việt Nam nhiều nè? Là California, Texas. Tiểu bang California là có hai thành phố mà trên giống như là ở San Hà Nội với một tiểu bang thành phố ở Sài Gòn vậy đó, một Hà Nội Sài Gòn có hai thành phố là nói tiếng Việt nhiều nhất, người đông dân Việt Nam nhiều nhất là San Jose và Orange County. Orange County là quận cam. Đó, bây giờ có thêm Houston, Texas nữa. Đó. Houston, Texas. Và tiểu bang thứ hai, tiểu bang thứ hai đông hơn mình luôn á, đông hơn Cali rất là đông, đó là bên Texas. Đó, tiểu bang Texas. Ở trong đó có nhiều thành phố giống như là Houston là Việt Nam rất là nhiều, có nhiều nhất luôn. Rồi ở Texas. Texas bên kế Texas là có lái xe 4-5 tiếng cũng là tiểu bang Texas luôn là Dallas. Dallas cũng có rất là nhiều Việt Nam. Đó. Thì nó cứ mà các bạn dạ bên bển đời sống á nó sẽ nhẹ nhàng hơn Cali. Nếu các bạn chấp nhận sống bên Texas thì các bạn vẫn được sống gần người Việt, nhưng các đương nhiên ở đời không gì hoàn hảo, các bạn được cái này mất cái kia, các bạn sống bển đời sống thì nhẹ nhàng hơn, chi phí sẽ rẻ hơn, nhưng các bạn phải hy sinh, các bạn không được thời tiết của Cali. Đúng rồi, phải hy sinh thôi. Nhưng mà đối với những người mà thực sự tay trắng á, đối với Việt Nam á, tay trắng không có gì á, không có nói những người có khả năng nha, những người mà các bạn mà có gia đình mà thuộc dạng mà bên Việt Nam nothing, right, thì nên theo mình nghĩ á, các bạn có cơ hội thì mà phải lựa chọn á, mà được cơ hội qua Mỹ thì nên ở Mỹ, dù sao cuộc sống nó cũng tốt hơn rất là nhiều. Đương nhiên rất là nhiều ở đấy, ở dưới đáy của Mỹ vẫn sướng hơn ở dưới đáy của Việt Nam. Thôi chắc chắn đúng không, đó là sự thật. Anh thấy bây giờ anh nhìn không lạc Mỹ mặc đồ cũng lịch sự hơn. Nhưng mà hồi lúc trước mới qua Mỹ ấy, nhìn không lạc Mỹ, nhìn thấy mặc đồ cũng lịch sự như không lạc Việt Nam, nhưng mà giờ ở đây lâu rồi ra nhìn thấy không lạc mặc đồ
homeless homeless Mỹ á, đa phần là những người something wrong ở trong đầu óc của họ mới trở thành homeless, chứ không phải là họ bình thường mà họ trở thành homeless đâu. Người vô gia cư thí dụ mà bạn có đầy đủ giấy tờ đó thì cũng có thể là bạn mỗi tháng bạn ra một cái chỗ đó bạn lãnh tiền người vô gia cư nha, thì chính phủ vẫn hỗ trợ, vẫn cho một tháng mấy trăm đô. Tại vì họ cũng có hỗ trợ chỗ ở, nhưng mà họ là... không ở thôi. Tại vì không họ có không có cho tiền chứ. Chính phủ cho tiền, chính phủ cho thêm cái thẻ đồ ăn nữa. Thằng nào homeless cũng được hả? Không, nhưng mà cũng được xong đa phần để ý thì những người homeless có bên Mỹ cũng làm gì hết, có tiền xài. Đúng rồi. Đa phần là họ bị vấn đề ở trong trong đầu óc của họ, họ bị giống như khùng hả? Nói thẳng ra khùng họ mới đi homeless thôi. Chứ những người mà người ta hoặc là bị nghiện, thành phần thứ hai homeless ở bên Mỹ là gì? Nghiện ngập. Rồi. Hoặc là vấn đề về thần kinh. Còn những thằng nào mà homeless mà không được chính phủ hỗ trợ là những thằng đó là thí dụ như là đâm bạn gái rồi xong rồi trốn trốn đi ở bụi ở bụi ở bờ đó mà không đi lãnh tiền đó là những thằng như vậy, những thằng tội phạm có record nên hay là những cái như đó. Có các bạn rồi, Phạm Gia Bảo hỏi là ở bang Massachusetts có nhiều người Việt không? Không em ơi, ở bên đó buồn chán lắm em ơi, bên đó vừa buồn chán vừa lạnh. Bánh xứ được quá rồi. Bánh xứ là gãy cũ của anh đó, ở đó. Ừ, có gãy cũ bên đó. Ở đó thì hả, gái nó trắng hơn xíu, gái Việt Nam nó trắng hơn xíu nhưng mà nó hả? Trắng hơn à, xấu hơn rồi. Vậy là tiểu bang nào nhiều trắng gái... Trắng hơn mà xấu hả, kỳ vậy? Vậy tiểu bang nào mà nhiều gái Việt Nam đẹp nhất? Không, tại vì con gái đẹp á là có bầu hết rồi. Mày hiểu không, cái chỗ nó lạnh lẽo. Lạnh lẽo mà có con nhỏ nào đẹp á là thằng giàu nhất cái đó nó cua hết rồi. Chứ là còn mấy đứa mà dư ở lại thì nó không có đẹp. Mày hiểu không? Cái chỗ mà ít con gái rồi mà nó còn single nữa, mà nó còn độc thân, đã ít con gái mà còn độc thân thì hả, cái đó là hàng kém chất lượng ôi trời ơi đủ chết mẹ, hàng kém chất lượng ôi shit. Xin lỗi các bạn nha, nó chơi thôi à. Rồi có mấy con nghệ mấy tụi bạn khác tới chửi hàng kém chất lượng, hàng kém chỗ nào cũng có cái đẹp, chỗ nào cũng có cái xinh, nhưng mà hàng kém chất lượng thì nhớ nói không nghe nha. Rồi mấy bạn hỏi, có một bạn hỏi là Nguyễn Ngọc Hùng Thịnh hả? Hỏi là đi lính Mỹ được không bạn? Được chứ. Đi được. Khi mà bạn tham gia vào trong gọi là gì? Đến khi mà bạn lính Mỹ mà được tiền mọi là các bạn được, thứ nhất là các bạn được hỗ trợ, là thứ nhất có, nếu các bạn có vợ hay có con ấy thì chính phủ hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều. Thứ hai nữa là hỗ trợ về khi bạn đi lính các bạn vẫn được lương. Đúng không? Các bạn đi lính nha, các bạn vẫn được lương. Đi lính không phải là ai cũng muốn đi lính cũng được. Nhưng mà không biết tiếng Anh nó cho đi không? Không. Phải pass cái test. Ví dụ mới qua không biết tiếng Anh thì cho đi không? Không cho đi. Phải học thì không tiếng biết Anh. Gì ai? Phải là mình phải làm citizen Mỹ mới cho chứ. Không, không được, không cần citizen. Không có cần citizen thôi, chỉ cần thẻ xanh, nghĩa là qua đây mà được gia đình bảo lãnh có là có một tí xíu tiếng Anh là bạn có thể đi lính, nhưng mà đi lính nó phải có một cái phải nó có một cái test, một cái cuộc thi, cuộc thử thể lực và tiếng Anh trình độ. Ví dụ là tiếng Anh, thứ hai là thể hình, thí dụ bạn có đi chạy tới chạy lui này nọ được hay không, thứ ba là cái đầu óc phải tỉnh táo, đầu óc có tỉnh táo hay không thì mới được đi lính chứ, nó không phải đi lính, muốn đi lính thì đi lính. Nhưng mà các bạn đi lính rồi thì ở Mỹ chính phủ hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều benefit, rất là nhiều luôn. Thì như các bạn mà đi lính xong muốn quay lại cuộc sống bình thường thì người ta vẫn hỗ trợ cho bạn đi học nè. Thứ nhất, thứ hai, mỗi tháng bạn đi lính bạn vẫn được có lương. Thứ ba nữa là khi các bạn mua nhà, mua cửa thì có những chương trình dành cho người đi lính là VA Loan rồi. Đó là những chương trình hỗ trợ cho những người đi lính, hay các bạn đi shopping hay là mua gì á, có những hãng bạn có cái thẻ mà về đi lính á thì người ta vẫn discount cho bạn bao nhiêu phần trăm đó. 10%, 20% depend vô cái store thì rất là nhiều benefit cho các bạn. Đi lính thì nói chung khi đúng rồi. Khi các bạn đi lính thì các bạn sẽ được rất nhiều quyền lợi. Quyền lợi thứ nhất là đi lên máy bay các bạn sẽ được đi lên trước.
Có không? Có. Thiệt luôn. Đúng rồi. Gì kỳ ấy. Các bạn thí dụ mà đi vô chỗ mua đồ hả, thì các bạn đưa thẻ ra thì có thể nó sẽ trừ thuế của các bạn ra, nó khỏi cho bạn phải đóng thuế. Giống như hồi đó theo mì đi nhưng mua. Nhưng mà lúc đi lính cực lắm. No, nhưng mà rèn luyện thể chất sướng nha. Tùy sướng đâu đâu đâu. No. À, em có ông bạn, ông đi lính Navy đó. Tùy theo cái trên tàu đó, ông nói á là mình đi quánh năm suốt tháng toàn ở trên tàu không, mà cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai đó, mình là đàn ông mà hả, ở trong lính đó cũng có phụ nữ, mình đã thiếu hai phụ nữ rồi, mình thấy phụ nữ mình thèm muốn chết. Mà trong trọng á cũng có phụ nữ, nhưng luật trong lính là không được chịch nhau. Nó phát hiện ra một cái là hai đứa là ở tù liền, ở tù nha. Cho nên là mỗi ngày anh đi ngang qua con nhỏ nó cũng thích anh cũng thích nó, nhưng chỉ được nhìn thôi, không được làm gì cả. Yeah. Rất là tụ khó chịu lắm. Rất là cực chứ không phải giỡn đâu. Yeah. Theo mày không biết, nhưng mà theo mày có những người bạn đi lính nó thấy là họ về giống như là chính phủ hỗ trợ họ rất là nhiều. Thì đương nhiên khi đúng mà rồi. Đi học lại họ hy sinh quá nhiều mà. Muốn đi học lên chương trình đại học, họ học nghề đó họ được hỗ trợ. Những thứ nhất, thứ hai là theo mày muốn mua đồ gì á, theo mày tự dắt thằng bạn thì đi không à, đúng không? Rồi, vô được discount 20% ở Home Depot đúng không? Mua đồ trong nhà, mấy đồ furniture được discount 20% miễn thuế, quá good. Đó là một vài cái cách sống ở Mỹ các bạn. Mà cái vấn đề là bây giờ mình đã có rất là nhiều người bạn hỏi là làm sao để qua Mỹ rồi. Làm sao để qua? Qua Mỹ rồi làm sao, nhưng mà làm sao qua Mỹ? Làm sao qua Mỹ thì bây giờ thật sự là cái luồng người Việt Nam đi qua Mỹ rất là nhiều, rất là còn nhiều. Rất là nhiều. Không phải anh nghĩ là lúc trước người ta qua đây, người ta giờ người ta bảo lãnh hết bà con gia đình, ta qua không còn người qua nữa. Bây giờ qua rất là nhiều, nhưng mà qua không phải thời gian bảo lãnh nữa. Nhưng mà qua thời gian đầu tư. Các bạn ơi, ví dụ bây giờ muốn đi Mỹ được, các bạn có tiền là được. Vậy thôi. Nghe như vậy nhưng mà mình phải đánh đổi những gì? Nhưng mà cuộc sống của bên Mỹ nó rất khác Việt Nam. Các bạn không có thời gian, chỉ có thứ bảy chủ nhật thôi. Thực sự những ngày thường ở bên Việt Nam theo Mỹ thấy giống như buổi sáng có thời gian đi uống cà phê đúng không? Bên đây là không có, sáng là cứ cắm đầu cắm cổ chạy đi làm đến tối mới về. Đó là sự đánh đổi. Là bên Mỹ làm không phải là như Việt Nam làm. Giống như là bên Mỹ làm các bạn vô, người ta họ sẽ nói là ok, hôm nay cái công việc là mình là làm một ngày là 8 tiếng. Làm một 8 tiếng tức là 8 tiếng đều phải làm, chứ không phải là 8 tiếng rồi hết hết việc cái ngồi chơi, hết việc ngồi chơi. Là bên Mỹ không có như vậy. 8 tiếng đều phải làm, xong 2 tiếng 10 phút nghỉ ngơi. Sau đó làm thêm 2 tiếng nữa cho bạn nửa tiếng ăn trưa. Làm xong nửa tiếng ăn trưa rồi đó, các bạn làm thêm 2 tiếng. Và làm nói chung là khi mà trong cái giờ làm đó các bạn phải làm, không có đứng là đứng nguyên một ngày. Ngồi là giống như là hả, làm liên tục, chứ không có bên làm Mỹ cực. Bên Mỹ không có giống làm như Việt đúng Nam. Là làm luôn á, đúng không rồi, có thời giống gian. Như là mình đi rửa chén đang rửa chén rồi hết chén, chết rồi hết chén đang ngồi chơi đâu có được, hết chén phải đi làm cái này làm cái kia. Chừng nào mà xong đúng 2 tiếng các bạn có được 10 phút ra ngồi hút thuốc ngồi nghỉ mệt đúng không, nhìn trời nhìn đất nữa. Tại sao chừng nào mình mới hết rửa chén đây? Đó, chính xác. Sau đó mình hút thuốc xong rồi đến 10 phút sau rồi mình vô mình làm tiếp, rồi sau đó 2 tiếng nữa mình ăn trưa xong rồi mình ngồi hút thuốc nữa, chừng nào mới hết rửa chén này đó. Thì nói chung là bên Mỹ làm mà làm không hết hồn luôn. Hồi nhỏ tới 16, 17 tuổi bắt đầu mới nghĩ tới ai đi làm, mình vô làm chỗ đó nó bắt đứng đúng 8 tiếng đồng hồ. Nghĩa là mỗi lần cứ 2 tiếng là phải nghỉ 10 phút xong ra đứng tiếp. Đứng mà mỏi cái chân luôn quý vị. Nhưng mà đứng riết nó quen. Đứng riết nó quen. Đứng riết nó quen thì đó, bên Mỹ là vậy đó. Chứ không phải là hết giờ mà hết việc là mình ngồi mình chơi đâu. Ở đâu cũng vậy ba hả? Ở đâu cũng vậy hả? Có không? Ở Việt Nam đó em đâu biết đâu. Cái đó thì đâu có gì hết á. Đó. Ủa ngon vậy? À, hôm nay nhìn nãy giờ tao thèm đi không biết mua cho anh hay. Okay. Hello, kính chào các bạn. Thì Phong đang chương trình livestream của Phong Lê, Việt Hình và Sáng Bì đang nói chuyện về qua Mỹ. Qua Mỹ làm cái gì anh? Đó. Thì còn gì nữa không? Còn gì để nói cho các bạn biết là qua Mỹ mình làm cái gì nữa không? Và khi mà qua Mỹ đúng rồi không?
Sau một thời gian qua Mỹ, khi bắt là nó ổn định rồi, ổn định rồi, bây giờ mình không lo chuyện ăn nữa, ổn định rồi mình lo chuyện gì? Mình lo chuyện nhà cửa. Dạ, sau đây xin mời quý thư thưa quý vị, biệt hình anh đi đái. Đúng rồi. Đi đái đi. Đái có chuyện nhà cửa mà. Thôi nói đi quay lại liền. Ok, chào biệt hình. Thì các bạn kia, các bạn đã ổn định rồi thì các bạn sẽ quyết định là có gia đình là sẽ làm gì? Là sẽ mua nhà. Mua nhà bằng cách nào? Mua nhà, cái tiền... Anh biết về nhà đó, việc nói đi. Thì đúng rồi, không thì... Mình nói là cái sau khi mua nhà, không hiểu là sao mà ở Việt Nam hay nha. Ở Việt Nam, ví dụ sống người nào cũng có... Có nhà. Bên nhà cho Đức. Bên Việt Nam nó khác, thứ nhất là người Việt Nam, truyền thống Việt Nam, cha mẹ người ta... thường á, bình thường cha mẹ người ta thường có con trai á, thường người ta phải có nhà, hoặc là một gia đình mà có cha mẹ, ông bà, cha rồi có con thì ở chung với ông bà. Bên đây thì ít ai muốn ở chung với lại cha mẹ lắm, khi họ đủ cái lứa tuổi mà họ lập gia đình rồi họ muốn ra ngoài riêng họ. Còn Việt Nam khác, giống như một gia đình á, ở rất là nhiều người, giống như ông bà, cha mẹ rồi con cái ở cùng chung trong một gia đình. Đó, thứ nhất. Thứ hai nữa là bên Việt Nam thường nhật là người ta khả năng mua nhà thì một là người ta phải học trình độ xong đại học, hoặc là người ta kinh doanh. Thứ ba nữa là gia đình khá, rồi của cha mẹ cho lại con cái thì khả năng là đó mới mua được nhà. Còn bên đây giống như là họ sống tự lập hơn, cái khả năng tại người Việt mình thôi, là cũng có một số ít là cha mẹ cố gắng cày để có giống như nó cho tiền con đi để mua được nhà, nhưng mà đa phần bên đây ai cũng tự lập để có thể mua được nhà hết. Rồi khi các bạn đã ổn định rồi, các bạn muốn mua nhà thì phải cần bao nhiêu tiền một cái xin giới thiệu cái thứ vị. Sau đây là nhà địa ốc Việt Hình. Yeah. Việt Hình là nhà địa ốc tại thành phố tiểu bang California, cũng được là ba năm mấy rồi. Việc đã bán được mấy căn nhà rồi vậy? Không đếm, tới một điểm rồi đó đếm hết nổi rồi các bạn ơi. Thì đếm hết nổi rồi, không đếm nữa. Bây giờ nói bắt nguồn từ chuyện để làm sao có thể... Bên Việt Nam nó hơi khác, đó là các bạn muốn bán được nhà chỉ qua cò thôi. Các bạn không cần một trình độ hay trình bằng cấp nào, có thể bạn ai cũng khả năng là làm cò bán được nhà, đúng không? Đúng. Còn bên Mỹ nó khác là như thế nào? Thì làm gì cũng phải có bằng cấp. Thì quá trình nhất, học như thế nào rồi thì đương nhiên cũng phải đi học sao? Mà cái học là tại vì ở Mỹ là luật lệ rõ ràng các bạn. Đúng. Ở bên Việt Nam đó, các bạn đi mua nhà đó, các bạn hả, giấy tờ còn không rõ ràng, nói thiệt nhiều khi cái sổ đỏ các bạn cầm còn chưa biết nó là thiệt hay giả. Cái sổ đỏ là cái sổ chủ quyền, ví dụ như cái sổ đó lật ra là nói cái nhà này tên của ông này, ai cũng khả năng là mà ngay cả khi nhà, cái tờ cái sổ đưa ra còn chưa biết thiệt hay giả. Ừ. Và có nhìn rất là nhiều cái bên Mỹ nó ngược lại. Dạ, em tốn rất là nhiều thời gian để giải thích cho rất là nhiều bà con bên Việt Nam qua đây mua. Ừ. Mà nhiều khi họ không có hiểu, tại vì em cũng hiểu là họ đã quen với cái việc đó, nhưng mà họ không hiểu. Hệ thống Mỹ là hoàn toàn khác và an toàn hơn nhiều. Họ không cần phải lo những cái đó. Lúc nào có nhiều người Việt mà đã quen, bên Việt Nam làm gì là ủa nhà này mua rồi á, giấy tờ đó về cho em có tên anh không? Phải có tờ giấy thể hiện tên anh mới được. Là có đó về Việt Nam, không có là không an tâm, anh hiểu không? Nhưng xin lỗi anh, ở Mỹ không có như vậy. Căn nhà đó quan trọng không phải là tờ giấy đưa cho anh, tờ giấy đưa về cho anh mất cũng được nữa. Em nói hẳn luôn, tờ giấy chủ quyền gửi về anh mất không thành vấn đề. Cái quan trọng là ở trên cái record của chính phủ, trên hệ thống computer, trên hệ thống máy tính chính phủ, tên anh có nằm trên chảnh không? Tại vì anh mất tờ giấy hả, anh chỉ cần gọi lên trên thành phố, anh nói ê cho tôi địa chỉ nhà này nè, thằng nào làm chủ, nó chỉ cần đánh vô hệ thống cái là hiện lên, anh muốn tờ giấy in cái kịch ra lại tờ giấy mới cho anh gửi về. Ok, cái đó là cái quan trọng nhất các bạn, chứ không phải tờ giấy. Trên hệ thống của chính phủ nó phải có tên các bạn nằm ở trên. Đúng. Đó cái nhà đó, cái tờ giấy đó. Có tên bạn không thành vấn đề. Cái tờ giấy mất rồi. Thôi order tờ khác rồi. Ví dụ như theo mày không có muốn có thể đứng ra mua bán được nhà không? Hả? Ví dụ là không, một người tay ngang không thể nào đứng ra bán được nhà các bạn. Ở Việt Nam đó người ta gọi là cò, tại vì những người đó có thể không có kiến thức gì hết, thấy ai làm ngon bay ra làm, nhưng không có một kiến thức gì cả. Còn và các bạn biết, khi các bạn làm gì liên quan đến bất động sản, địa ốc là một cái thứ lớn nhất đó, những món tài sản tiền lớn nhất trong cuộc đời của một người có thể sở hữu, và rất là nhiều tiền, người ta đụng chạm rất nhiều tiền. Thì khi đó là các bạn phải có đủ thẩm quyền và đủ kiến thức để mà các bạn có thể chịu trách nhiệm cho cái việc các bạn đang làm.
Và phải có luật lệ đàng rồi thì điều kiện để mua được nhà ở Mỹ như thế nào? Ủa sao cười? Không, tại có thằng nó nhắn tin á, có ai lấy dùng cái laptop vào một bên không? Tại nó muốn nó muốn nhìn hàng của thêm Mỹ. Nó ok. Trời ơi. Mở ra cho bạn nè, cái bạn mà dâm tặc là hộ. Hộ đông con nó dâm tặc đúng rồi, nó đông con nó dâm tặc đúng rồi. Nó kêu mở laptop. Sao sao thêm Mỹ hỏi gì? Hỏi là điều kiện có thể mua được nhà ở Mỹ là như thế nào? Ok. Ở Việt Nam đó các bạn mà nói với căn nhà đó thì mình thấy có thể là với các bạn dưới quê thì cảm giác của họ giống như những người Việt đang ở Mỹ đây. Nhưng mà đối với đa số người đó thì thật ra cái nhà mình không bao giờ nghĩ nó lớn như vậy cả. Tại vì nó không phải là một mơ ước. Bên Mỹ người ta gọi là The American Dream. Nó là cả một ước mơ. Còn đối nhiều người Việt Nam mình nghĩ chắc là nghĩ căn nhà này thôi cũng có chỗ ở rồi. Tại vì biết sao, đó là đất nước của mình. Ông bà mình, ba má mình biết bao nhiêu đời ra ở đó rồi. Chẳng lẽ biết bao nhiêu đời ông để dành mua được căn nhà nhỏ đi. Cho nên là anh không bao giờ lo đến chỗ ở cả. Nhưng ở Mỹ nọ bạn như nãy mình đã nói rồi, qua Mỹ là con số 0. Số 0 hoàn toàn không từ kiến thức cho đến số 0 từ tiền. Cho nên để tới ngày một cái ai cũng muốn có một cái chỗ ở hết các bạn, ai cũng muốn gọi là an cư với lại nghiệp, ai cũng muốn có một mái che đầu, không ai muốn phải đi mướn hoài hết. Tại vì mình mướn á, thằng chủ nhà muốn đuổi mình ra ngày nào đuổi, nhà không phải của mình. Ngay cả khi anh muốn mua đồ nội thất xịn, anh không dám mua nữa, anh bỏ tiền đầu tư mua cái bàn xịn, tới ngày đuổi anh đi, anh phải vác cái bàn đi, rất là nặng. Khi mệt. Đúng, rất là mệt. Cho nên là ai cũng muốn có nhà riêng. Và cái đó là ước mơ của tất cả những người ở Mỹ đây và tất cả người Việt ở đây các bạn. Và để mà các bạn mua được căn nhà ở Mỹ luôn luôn hỗ trợ các bạn có thể mượn tiền. Và mượn tiền mua nhà ở Mỹ đó, chính phủ lấy hỗ trợ lấy tiền lời thấp hơn Việt Nam rất nhiều. Anh biết tiền lời ở Việt Nam, ở bên đây hả, mình mua nhà tiền lời 3 chấm có người còn than cao anh. 3 chấm, 3 chấm rưỡi có người còn chê. 3 chấm rưỡi hả? Than cao. Anh không biết ở Việt Nam anh mượn tiền mua nhà lấy nhiều không? Không biết. 10 chấm. Gì ghê vậy? 12 chấm. Ghê vậy? Em không thể nào tưởng tượng được, nếu mà thật sự là nếu mà với một người mình Việt Nam bình thường đã cày kiếm đồng tiền đã khó rồi mà gọi là để mượn tiền mua nhà thì thôi chắc là không bao giờ có thể mượn được. Tại vì với cái chấm lời như vậy chẳng là khác nào cắt cổ, anh không bao giờ nào mà đồng tiền mua được. Thì ở Mỹ người ta vẫn lấy lời nhưng mà chính phủ giúp đỡ bạn hơn rất là nhiều. Nhưng mà đâu có phải điều kiện ai cũng có đúng, khả năng đúng. Mua được thì để mua được vay được tiền. Thứ nhất nó có hai cái là các bạn phải có một cái tiền đặt cọc xuống trước cái đã. Thí dụ giá trị căn nhà là 100 ngàn thì 100% các bạn ít nhất cũng phải có 20% bỏ xuống, đúng không? 80% còn lại các bạn có thể mượn. 20% đó các bạn phải để dành, nhưng mà nói để dành chứ cũng khó lắm anh, không phải dễ đâu, đúng không? Không, nhà ở đây 700-800 ngàn căn, 20% là nhiêu không? 150-160 ngàn. Nhà nhỏ thôi, nhỏ nhất. Thôi cho 400-450 đi. Em cho căn condo đi. Condo đi 500. Ừ. Thì cũng là 100 ngàn. Một căn là cái gì gọi là chung cư đúng không? Đúng. Chung cư. Căn hộ. Căn hộ. Thì 20% là nhiêu anh Phong? 100 ngàn. Anh Phong đi làm ở đây, anh Phong không biết. Đấy. 20% của 500 ngàn là nhiêu? Trăm mấy? 100 ngàn. 100 ngàn. 10% là 50. 200 là 500 ngàn. Được. Anh Phong đúng. Anh Phong đó. Bởi vậy anh Phong cứ hay nói mua nhà. Thì giờ em đang đặt câu hỏi cho anh Phong. Anh Phong thứ nhất là có ra. Tiền đào. Bây giờ thứ nhất, ví dụ anh Phong là ví dụ mua căn hộ 400 ngàn thì hả, đặt 8 chỗ, đặt 5 chỗ không? Bây giờ không có căn hộ nào 400 ngàn hết á. 20% là nhiêu? Không, không có 10% được không? 10% là vẫn được. Được tiền lời cao hơn. Nhưng anh sẽ phải trả tiền lời cao hơn nghe. Yes. Cuối cùng anh phải trả cái tiền ra hàng tháng rất là cao là thứ nhất. Có nghĩa là anh cần mượn nhiều hơn nữa. Và cái tiền mượn, ngoài cái tiền cọc anh phải có rồi. Anh muốn mượn thì anh phải có gì? Anh phải có thu nhập người ta mới cho anh mượn. Đúng chứ rồi. Anh muốn mượn tiền tôi phải check, phải kiểm tra. Phải đủ điều kiện để có thể người ta đúng cho rồi. Trước khi mượn tiền mình mua có khả năng được trả tiền. Một căn hộ, 2 phòng ngủ, một phòng tiêu, một phòng tắm, một phòng khách, là 400 ngàn thì tiền lương phải là bao nhiêu? Ok, ví dụ đi, anh 400 ngàn mà anh đặt xuống 20% thì anh đặt xuống 80 ngàn. 10%, tao nói 10%. Thôi 10% là 40 ngàn, rồi. Vậy là anh mượn lại nhiêu không? Anh mượn lại 360 ngàn. Rồi, mỗi 100 ngàn anh mượn đó anh Phong là tương đương với lại mỗi tháng anh phải trả 500 đô rồi. Là cho tiền lãi và tiền gốc. Vậy anh mượn 360 ngàn, tương đương với mỗi tháng anh phải trả từ 1.750 đô cho tiền lãi và tiền gốc. Ok, chưa? Cộng thêm tiền thuế đất. Rồi, tiền thuế đất một năm là 1.1%. Căn nhà 400 ngàn đó, một năm anh trả chừng 5 ngàn tiền thuế đất nữa. Rồi. Thì trả 4 ngàn rưỡi đi. 4 ngàn rưỡi anh chia ra mỗi tháng là cho thêm chừng nhiêu anh Phong?
là 400 tiền thuê đất nữa đi. 400 à? Ừ, 400. Okay. Đúng không? Là cộng với 1.750 là 2.150. Cộng thêm tiền bảo hiểm cho căn nhà của anh thôi, cho 1 tháng chừng 50 đi. Thì là 2.200. Rồi. Rồi, để mà anh phải giả được cái nợ 2.200 thì anh phải làm lương gấp đôi cái số đó. Có nghĩa anh phải làm 4.400. Đúng. Để mà trả để trả được số nợ, tại vì nhà băng chỉ cho anh mượn đến phân nửa cái số lương của anh làm ra thôi. Ok, các bạn đúng chưa? Đã tìm ra một câu trả lời quá tầm, nghĩa là cái câu này là Phong đã kiếm. Sáng cho anh Phong để anh Phong chuẩn bị. Nghĩa là các bạn muốn mua một căn nhà đơn giản, một căn căn hộ, một căn chung cư, một cái mái ấm gia đình. Một cái mái ấm gia đình bên Mỹ, bên cái thành phố Cali này nha. Bên tiểu bang Cali này. Giờ chấm bao nhiêu? Là các bạn một người phải làm trên 4.400 thì mua căn nhà. Nếu các bạn không có 4.400 thì các bạn phải kiếm một người vợ vô cày phụ, phải cùng nhau hợp sức, cùng nhau hợp sức, hai vợ chồng cày làm sao mà tháng mà lên đến 4.400, 5.000 đô. Đúng. Thì các bạn có thể mua căn nhà. Dạ các bạn, cái đó là em đang nói với điều kiện là anh không nợ bất cứ gì khác, anh đúng chỉ rồi. Nợ đúng căn nhà thôi, đúng không? 2.200 đó là anh trả nợ nhà không thôi đó. Đúng rồi. Nếu anh nợ thêm chiếc xe, anh đang trả nợ chiếc xe 1 tháng 500 thì cái nợ của anh thành 2.700. Đúng rồi. Thu nhập anh phải gấp đôi, 2.700. Đúng rồi. Là anh nhiêu? 5.000. Không, không, nếu mà các bạn mà hả mua chỉ có đủ tiền để mua một căn nhà hả 400 đô thì các bạn hả, mua 400.000 đủ đi. The hell's going on? Nhưng mà hai vợ chồng cày ấy thì cũng easy thôi, cũng có khả năng để mua được nhà mà. Ví dụ như là nếu mà hai vợ chồng cùng làm thì khả năng có thể mua được nhà. Đúng rồi. Các bạn mua nhà là phải có hai vợ chồng đều hả? Ít nhất là hai người. Ít nhất không thì người. Phải anh chị em cùng nhau hùng để mà mua được căn nhà và cùng nhau chia. Đúng rồi. Và thí dụ mà các bạn mà còn có ba má vẫn còn đi làm đúng. Được thì gia đình cũng có thể đúng. Mua được một căn nhà. Thì nếu mà mình ra đây bên đây mình có được gia đình đông thì mình nếu mà mọi người ai cũng cố gắng hết chịu đúng. Chịu khó thì chỉ cần mỗi người góp sức miếng thôi. Giúp mơ thành sự góp sức. Đúng rồi. Thì đúng. Các bạn thí dụ nghĩ một lương một người rửa chén là 1.500, tiền ở là 500. Đúng. Tiền ở 500 thì các bạn thay vì trả cho người ta. Muốn mua căn nhà thì các bạn gia đình phải 4 người. Đúng. Nếu 4 người đều rửa chén hết, 4 người đều ở trong 4 cái nhà khác nhau đúng. Thì các bạn có thể mua được nhà, nhớ nhà. Nhưng mà mua được căn nhà giá 400 thôi nha. Căn nhà giá 400 chỉ có 2 phòng ngủ giống như con anh đang ở. 2 phòng ngủ. Và 4 người đó phải chia. 4 người nhớ đơn chia. Cái là nhà đó là nhà của mình đúng. Mình trả vô lại túi mình. Đúng rồi, đúng rồi. Đi. Là phòng khách ngủ và mỗi, tại vì không mua thì xin lỗi trả đúng. Cho thằng khác. Cũng đúng. Vậy thôi, anh cũng cần quay chỗ ở là anh phải mướn đúng thôi rồi. Thì là bây giờ là hả Minh Đề sẽ làm 6.000 một tháng là đủ tiền mua nhà cho ta. Nhớ điều kiện không nợ bất cứ gì khác, nhớ nha. Không, Minh Đề không, không nợ chính thì, chỉ Minh Đề chính nợ tao thôi. Thì em dặn anh với Minh Đề. Anh với Minh Đề không được nợ thêm cái gì hết. Nếu mà anh Minh Đề đã dự tính nói đến chính luôn là mượn thêm nợ. Minh Đề đang thiếu nợ Phong Lê, thiếu nợ Phong Lê đã nuôi Minh Đề 2 năm đi học nên là bây giờ Minh Đề hả mà ra trường mà Minh Đề có hả làm 6.000 một tháng mà Minh Đề có chia tay Phong Lê thì các bạn nhớ hả lên Facebook tẩy chay Minh Đề nha. Cảm ơn các bạn. Không nghĩ là ai cũng nói là hỏi cái 30 cm. Ai mà nói gì em cũng anh Phong đây không thể nào đợi tới ngày Minh Đề ra trường để đi làm 6.000 tháng để anh Phong được ở nhà làm người chồng nội trợ rồi. Đúng rồi. Okay. Mới có Phong Lê là được ngồi ở nhà làm nuôi con và nuôi chó, livestream, làm nhạc, chơi điện tử cho Minh Đề làm. Giờ có hỏi nè, dạ qua bên Mỹ rồi còn người Việt nào dám ăn thịt chó không? Tất nhiên là không rồi, một câu mà trả lời khẳng định là không. Bên Mỹ người ta rất là bảo vệ quyền lợi của động vật. Chó giống như là người bạn vậy đó, không có ai bên Mỹ mà ăn thịt chó hết á. Và đó là điều ăn chó là bị vi phạm pháp luật luôn chứ không phải là easy nữa. Ai mà xài chó để quýnh lộn á. Ừ. Cũng bị vô tù hoặc là phát hiện ra là cũng Thì theo các bạn ở Việt Nam mà thích ăn thịt chó thì qua Mỹ sẽ không có thịt chó mà ăn. Và thứ hai, chó ở bên Mỹ là một động vật được bảo vệ rất là kỹ.
các bạn chó phải đi chích, chó phải đi hả, phải thương, phải ăn đầy đủ. Chó mà không có thiến á, mình phải trả nhiều tiền hơn. Các bạn mà chó mà không có thiến thì cũng có, các bạn cũng phải, chính phủ sẽ gửi trả nhiều tiền hơn mỗi, một tí xíu. Mỗi năm là 100 đồng rồi, nếu mà nó thiến là mỗi năm chỉ là 30 đồng thôi. Rồi, nghĩa là ý mình đi nói là chó mà không có thiến thì mỗi năm là 100 đô. Tiền tiền gì? Hả? Tiền gì? Tiền registration, tiền có không? Có. Dạ có đang trả cho Kibo không? Kibo đấu thiến, đại ca đấu thiến. Nhưng mà tụi nó chưa có register. À, có lẽ là nếu mà các bạn nuôi lậu giống như Phong Lê và Mindy thì các bạn không cần. Đó là cái cách để các bạn có thể né được. Bây giờ đó, nếu mà thật sự như chị Mindy nói đó các bạn, mà một con chó mà không thiến đó, mà phải trả 100 đồng một năm đó, thì anh Phong đang chuẩn bị là phải trả 1.100 một năm các bạn. Tại vì anh Phong đang chuẩn bị gánh kiếm bung rồi đại ca, nó mới đẻ thêm 9 con nữa các bạn. Bây giờ gia đình anh Phong là tới hả 13 thành viên. 11 con chó, không con nào thiến hết các bạn, không con nào thiến hết. Bạn con chó đây. Mày lên, mày lên. Để anh Thông sẽ cho các bạn coi một trong những con trong cái bầy chó 9 con của lấy anh Phong. Cái con gái của anh Phong đó là cái con Chibu đó các bạn. Tướng nó nhỏ xíu con, không ngờ nó đẻ 9 con chó các bạn. Ý chang như mẹ nó, chắc là tới ngày mẹ nó thôi xong rồi các bạn. Anh Phong rồi, kỳ này là gấu gánh còng lên, còng lên, còng lên. Nuôi thấy mẹ luôn. Chết anh Phong rồi, tội nghiệp anh Phong quá. Anh Phong đem vô kìa, anh Phong đem vô kìa. Hỏi mấy người ở Việt Nam có ai muốn mua chó Phong Lê không, gửi về. Đây là con mập nhất. Phải không, phải con mập nhất không? Cưng chưa? Nhưng mà nó chưa mở mắt nữa kìa. Đây là con mập nhất. Con đầu tiên đó, màu trắng, nó rất là dễ thương. Nó khóc kìa. Mẹ nó vô. Hello, con này con gái con đực đây. Con gái mà. Con gái, con gái luôn. Trời ơi, dễ thương giống Chibu dễ sợ con. Đó là thêm 100 đồng năm cho anh Phong rồi đó. Là sao má đó lông quăng, ba đó lông quăng mà con này lông thẳng vậy. Tại sao? Thôi, cất đi cho mẹ nó. Nó là hét kìa, nó là hét kìa. Hồi nãy sao mày hỏi gì? Refinance. Bây giờ nếu mà refinance lại thì giá là bao nhiêu chấm? Cái đó là tùy vào điểm credit thôi theo mày. Điểm credit càng tốt thì chấm càng thấp. Nhưng mà trung bình á 3 chấm. Thôi 3 chấm thì cần gì refinance. Đây 3.5 rồi. Nửa chấm nhiều lắm chứ. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đó, hôm nay là chương trình, hôm nay mang mấy bớt rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó là những một vài cái kinh nghiệm mà chúng tôi muốn chia sẻ cho các bạn về làm sao qua Mỹ. Qua cái gì đó, hôm qua Mỹ làm cái gì ăn. Đúng vậy, thì cảm ơn anh Việt Hình. Ở Mỹ, đàn ông còn phải xếp sau con chó theo thứ hạng người già, trẻ em. Đúng rồi. Phụ nữ, chó, động vật rồi mới tới đàn ông. Chính xác. Đàn ông ở Mỹ lỗ lắm các bạn ơi. Chính xác. Tự nhiên qua đây á là phụ nữ có giá nè các bạn. Phụ nữ ở đây rất là có giá. Không, Cali thấy cũng bình thường có giá. Không, có giá hết. Phụ nữ có giá hết. Có chuyện gì xảy ra phụ nữ cũng được đặt lên trước các bạn. Đúng không anh Phong? Bởi vì bên Mỹ là hình như là cái gì? Trẻ đó? Em first. Bên Mỹ cái gì đằng trước? Trẻ em đứng thứ nhất. Đúng. Sau đó đến người già đứng thứ nhì. Phụ nữ. Được bảo vệ, được cho tiền. Thứ hai, thứ ba là quẹ. Người phụ nữ. Đâu, mấy người què. Tàn tật. Người tàn tật sẽ được ưu tiên. Sau đó đến phụ nữ. Mà trẻ sau em đó. Rồi mới tới phụ nữ mà. Thì đó, trẻ em trước, trẻ em đầu tiên. Đó, nghĩa là phụ nữ là đứng thứ 4, thứ 5 gì đó. Rồi sau đó đến chó. Con chó xong rồi mới đàn ông. Bảo vệ, đó. Đó, và cuối cùng là đàn ông. Nếu mà tại sao nó cứ chó vô mới đàn ông. Dạ, có một điều á, em qua Mỹ thì em nhận thấy cái này không biết em thấy đúng không nha. Nhưng mà thật sự, em thấy đàn ông bên Mỹ đây á, nó đối đàn bà lắm. Nó đối phụ nữ mà. Rất là đối. Giống như là em có cảm giác giống như là cái số lượng đàn ông ở Mỹ nó nhiều hơn phụ nữ rất là nhiều. Ủa vậy hả? Giống như là đâu có đâu. Đàn ông ở đây nó thèm phụ nữ lắm. Giống như là bởi vậy phụ nữ càng có giá hơn. Anh có biết á, giống như hả, anh đi vô vũ trường đồ, có con nhỏ con gái à, nhiều khi con đó cũng bình thường, không gì đẹp. Một đám thằng bu vô
giống như là ở ngoài rừng đó mấy con thú đực nó lại nó gồm con thú cái vậy đó, cạ gạ không được thì đi cạ cạ, nhỏ không chịu quay qua thằng khác. Rồi xong rồi anh lên mấy cái trang dating online phụ nữ á, không cần biết nhỏ đẹp, nhiều khi nhỏ bình thường thôi, nhưng bảo đảm trong cái inbox của nhỏ đó là đầy hết, đúng nổ rồi. Tưng bừng đó, còn, có đâu. Tao đâu còn, có inbox còn đàn ông là không không ai mà hèm inbox cả, bảo đảm. Mà em thấy cảm thật sự là vậy, sao thấy hôm nay nhiều cái ảnh đói lắm. Không, à, có người hỏi là quan bị nó không có quốc tịch mua nhà được không anh? Okay. Không biết hả, không có quốc tịch mua nhà được không? Không có quốc tịch mua nhà ở Mỹ được các bạn. Mỹ cho người nước ngoài đầu tư vào nước Mỹ vô tư. Nước Mỹ là không có từ chối tiền người nước ngoài đâu bạn. Người nước ngoài có thể mua nhà ở Mỹ, nhưng các bạn có thể không mượn được tiền, hoặc là có những ngân hàng, có những ngân hàng cho mượn tiền cho người nước ngoài, nhưng chấm lời sẽ rất là cao. Và họ muốn các bạn đặt một cái số tiền cọc lớn để mà họ có tốc họ nắm. Chứ còn các bạn ở nước ngoài ai biết các bạn là ai đâu, đúng không? Tên của sở hữu nhà vẫn là của mình, nhưng mà kèm theo đó là sở hữu của ngân hàng. Thì đương nhiên rồi, thì mình còn mượn người ta. Nhưng mà nói chung các bạn có tiền, các bạn có quyền mua sở hữu Mỹ. Và các bạn cũng không cần phải bay qua Mỹ để làm giấy tờ luôn. Trừ rồi. Khi là các bạn muốn qua đây để các bạn coi căn nhà thôi. Chứ còn nếu các bạn chỉ muốn mua đầu tư và tin tưởng vào cái người chuyên viên địa ốc đại diện mình để show cho các bạn chỉ qua camera thôi, các bạn quyết định các bạn chọn căn đó, các bạn có thể ngồi Việt Nam, tất cả giấy tờ có được là bên đây đưa các bạn ký online hết, chuyển tên qua cho các bạn luôn. Vậy nhưng mà vấn đề là vậy, ví dụ như mình muốn trả tiền cash offer không được không? Mua một căn nhà ví dụ người Việt Nam, người ta không có quốc tịch Mỹ, người ta trả cash offer, người ta trả cash hết, pay off được không? Yes, of course. Vậy mới nói mà, có tiền là được, còn có quyền mua nhà ở Mỹ, người nước ngoài có quyền mua nhà ở Mỹ. Đó là câu trả lời. Rồi. Nam Ly. Rồi, thank you. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái chương trình. Hôm nay chúng tôi tuy rằng cái chủ đề này chủ đề rất là nhẹ nhàng, nhưng mà chúng tôi cũng muốn nói cho các bạn biết tại có rất là nhiều người hỏi. Hôm nay chủ đề không có sống động, không có được hoành tráng cho lắm, nhưng mà chúng tôi cần phải, nói chung là cái chương trình này kiến các bạn nào muốn hỏi cái gì, chúng tôi sẽ giúp các bạn chương trình này kiến thức. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm nay cảm ơn Việt Hình, cảm ơn Tammy. Nhớ theo dõi Kinh Hoa Hài Phong Lê trên YouTube và trên Facebook. Và anh Việt Hình xin Việt Hình, nếu mà muốn mua nhà cái Việt Hình đúng thì rồi. Gọi là nếu mà các bạn ai ở Việt Nam hoặc là các bạn nào đang chuẩn bị đi Mỹ, chuẩn bị định cư, giấy tờ sắp hoàn thành, chuẩn bị phỏng vấn đậu, chuẩn bị đi qua Mỹ đây ở, hoặc là chuẩn bị định cư theo dạng đầu tư, nói chung cuộc sống các bạn sắp chuyển qua Mỹ, các bạn cần đầu tư bất động sản ở Mỹ, không cần biết đầu tư dễ gì, các bạn có thể muốn mua nhà để ở hoặc muốn mua đất ở Mỹ để đầu tư. Tại vì nếu các bạn đầu tư, mình biết là người Việt Nam rất là thích đầu tư đất, cực kỳ mê đầu tư đất. Và đất ở Việt Nam đó thì có lúc sốt, có lúc nó cũng bắt đầu tàn, thì tàn rồi. Thì cái vấn đề là đồng tiền của chúng ta nó tùy theo cái thị trường các bạn. Có lúc mình đặt ở Việt Nam tốt và có lúc đặt ở Mỹ tốt. Đâu phải lúc nào mình cũng cần mua đất Việt Nam. Tại sao bạn không nghĩ đến mua đất tại Mỹ đầu tư? Đúng không? Nhà thì mắc nhưng mà xin lỗi, đất nhưng vài mà, chục ngàn, 100 ngàn. Nhưng mà nó stable, cái giá ổn định hơn. Và có thể trả tiền mặt là có thể qua tay mình, các bạn. Mình cảm thấy cái giá sự khác biệt, nói thêm chút rồi mình stop. Cái giá thị trường giữa giữa Việt Nam, đất ở Việt Nam với đất ở Mỹ rất là hoàn toàn khác nhau. Đất bên Việt Nam thì cái giá có thể đi theo cái chiều là giống như còn nó nói giá nào thì được đúng giá rồi, đó. Đúng rồi. Còn giá nhà bên Việt Nam rất depend, rất là nhiều, là lệ thuộc rất là nhiều. Là những cái tin xấu, những cái nguồn tin lá cải, nó đồn thổi hơn, bậy. Nó ổn định ở Việt hơn. Nam là vậy, đồn thổi bậy. Như là những cái tin á, anh hiểu không, chuồng ở trong ra đúng không rồi. Có một cái nguồn tin đáng tin cậy, tự nhiên có thằng nói ồ tao quen thằng cha này trong chính phủ, khu nói này chuẩn bị khu này có dự án, thế là bà con đổ xô vô đúng. Xong vỡ lẽ là không có. Còn bên Mỹ không. Khi mà một khu đất đã có dự án, những dự án đó có thông tin đàng hoàng và đều nằm trên trang web của thành phố hết các bạn. Nếu các bạn muốn coi có thể và dạ, khi mà các bạn có tiền các bạn coi. Đầu tư nó ổn định hơn thì cái giá nhà nó không có sự thay đổi đột ngột như vậy, nó thay đổi tùy theo thứ nhất là khu, thứ hai nữa kinh tế, thứ ba nữa là nó không có theo khu, giống như là theo gọi là theo gì Việt, nó ổn định và nó dễ tin tưởng hơn để đầu tư đất ở bên đây đúng không? Dạ, thì bên đây thì ổn định hơn, thì đúng chắc rồi. Là an toàn hơn. An toàn đúng, rồi, đương dùng từ an toàn luôn. Là đúng. Thì anyway, nếu mà các bạn có ai cần đầu tư bất động sản ở Mỹ, mua bán bất cứ gì liên quan bất động sản ở Mỹ,
liên hệ cho Viện Hình. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, chúc các bạn một ngày vui. Rồi, chúc các bạn một ngày vui. Thank you. Tắt chưa? Tắt đi.